Đến hay lại lên, chào mừng anh em đam mê lịch sử đến với Ước Thời Chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện lịch sử, anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, ngày nay khi bàn về quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hẳn ai cũng đồng ý rằng đây là một đội quân ô hợp, chỉ đi lính vì tiền của Mỹ và có tinh thần chiến đấu rất thấp, không có cửa so với quân giải phóng miền Nam. Thế nhưng một vài thành phần hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, thường xuyên dẫn chứng tướng Lê Minh Đảo, đã chứng minh rằng Việt Nam Cộng Hòa cũng có những vị tướng cực kỳ tài giỏi, rằng tướng Đảo tại trận Xuân Lộc năm 1975 đã đánh ngang ngửa về tướng Hoàng Cầm và tướng Trần Văn Trà của ta. Ông ta chỉ chịu rút lui bởi quân giải phóng dùng kế biển người để đánh Xuân Lộc. Vậy rốt cuộc trong trận Xuân Lộc năm 1975, Lê Minh Đảo có thật sự giỏi như vậy hay không? Và quân ta đã dùng kế sách gì để đánh bại quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại trận đánh lớn cuối cùng quyết định vận mệnh của chính quyền Sài Gòn? Anh em hãy cùng tôi đi tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé! Trước đó, cuối tháng 3 năm 1975, sau hàng loạt các thất bại mang tính chiến lược tại Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng, Việt Nam Cộng Hòa đã mất hoàn toàn vùng 1 chiến thuật và gần như là toàn bộ vùng 2 vào tay quân giải phóng miền Nam. Ngay sau khi Đà Nẵng thất thủ, 29 tháng 3 năm 1975, chính quyền Sài Gòn gấp rút tổ chức tuyến phòng thủ mới từ Phan Giang qua Xuân Lộc đến Tây Ninh nhằm tạo ra một lá chắn che chở cho Sài Gòn từ phía đông, vốn đang đứng trước làn sóng càn quét mạnh mẽ như là vũ bão của quân giải phóng. Và Xuân Lộc với vai trò là một vị trí chiến lược quan trọng vì là ngã ba của hai quốc lộ 1 và 20, lối vào từ miền Trung kéo vào theo quốc lộ 1, trên cao nguyên trung phần đổ xuống theo quốc lộ 20 và ở duyên hải phía đông tiến về theo quốc lộ 15, trở thành cánh cửa thép bắt buộc quân giải phóng phải mở ra nếu muốn tiến về Sài Gòn cách đó chỉ chưa đầy 80 km. Ngày 28 tháng 3 năm 1975, đích thân tướng Mỹ Wayan, tham mưu trưởng lục quân Mỹ cùng tướng Cao Văn Viên, tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa khi đi thị sát và chọn Xuân Lộc làm phòng tuyến cố thủ đã nhận định mất Xuân Lộc là mất Sài Gòn, và giới lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa đã ra chỉ thị bằng mọi giá phải giữ cho được Xuân Lộc. Về lực lượng, quân lực Việt Nam Cộng Hòa sư đoàn 18 bộ binh của Lê Minh Đảo là nòng cốt gần như nguyên vẹn và được hậu cần trang bị đầy đủ do đóng quân gần tổng kho Long Bình. Tổng quân số toàn tuyến là 35.000 quân. Ngoài ra còn được sự hỗ trợ của hai sư đoàn không quân từ sân bay Biên Hòa và Cần Thơ yểm trợ chiến thuật. Quân giải phóng miền Nam tổng quân số khoảng 40.000 bộ đội cùng xe tăng, pháo binh do thiếu tướng Hoàng Cầm làm tư lệnh. Có thể chia diễn biến của trận Xuân Lộc làm hai đợt. Đợt 1, quân giải phóng tấn công và quân lực Việt Nam Cộng Hòa phản kích. 5 giờ sáng 9 tháng 4 năm 1975, quân giải phóng miền Nam bắt đầu pháo kích dữ dội, bắn cấp tập hơn 3.000 quả đạn pháo vào các mục tiêu trong thị xã trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ. Sau đó các mũi bộ binh bắt đầu tiến công vào ngoại vi thị xã từ các hướng Đông Bắc, Tây Bắc và Tây Nam. Các đơn vị thuộc các sư đoàn có xe tăng và pháo binh yểm trợ tấn công mạnh vào các tiền đồn và căn cứ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng bị phản kích dữ dội và hứng chịu thương vong nặng nề, buộc phải dừng lại ở ngoại vi thị xã sau khi chiếm được một vài căn cứ nhỏ lẻ. Tuy nhiên quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng hứng chịu không ít tổn thất. Các trục lộ chính phía bắc Xuân Lộc đều bị cắt đứt, tuyến phòng thủ ngoại ô thị xã tan vỡ, toàn bộ lực lượng phải rút vào trong thị xã Xuân Lộc để cố thủ. Sáng sớm 10 tháng 4 năm 1975, quân giải phóng miền Nam lại tiếp tục pháo kích hơn trong hơn 1 giờ đồng hồ để dọn đường cho xe tăng và bộ binh đổ quân đột phá. Sư 7 đánh thọc từ phía bắc xuống căn cứ sư đoàn 18 bộ binh nhưng tiếp tục bị phản kích quyết liệt, nên toàn bộ lực lượng quân giải phóng miền Nam vẫn dậm chân tại chỗ, không đạt được mục tiêu đề ra trước đó. 7 giờ sáng 11 tháng 4 năm 1975, quân giải phóng miền Nam pháo kích dồn dập trong 70 phút rồi bắt đầu tấn công, nhưng cũng vẫn không thể chiếm được các mục tiêu là sở chỉ huy sư đoàn 18 và hậu cứ, chiến đoàn 43 và 52 vì các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa được không quân yểm trợ tối đa 80 lần chiếc máy bay chiến đấu mỗi ngày, chống trả cực kỳ dữ dội. Cuộc chiến kéo dài ác liệt, cả hai phía ra sức giành giật từng ngôi nhà, điểm phòng ngự. Sau 3 ngày chiến đấu, quân giải phóng miền Nam đã phải chịu thương vong lớn với khoảng 300 bộ đội hy sinh, 1.000 người bị thương. Trong 2 ngày tiếp theo, quân lực Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu tăng viện các lực lượng và thực hiện không vận binh sĩ đến tái chiếm lại các vị trí trọng yếu bị mất vào tay quân giải phóng. Chiến sự vẫn cực kỳ dài dẳng và khốc liệt với thương vong nặng nề cho cả hai bên. Nhìn chung thì sau 5 ngày đầu, quân giải phóng miền Nam không hoàn thành được tất cả mục tiêu đề ra, nhưng cũng kịp phá vỡ tuyến phòng thủ vòng ngoài, cắt đứt trục lộ 1 và 20, cô lập Xuân Lộc, khiến bộ chỉ huy sư đoàn 18 bị uy hiếp, buộc phải rời vị trí về ngã ba Tân Phong. 13 ngày đêm quyết liệt tại Xuân Lộc đã chứng kiến sức tấn công mãnh liệt theo chỉ thị, thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chiến thắng của quân giải phóng miền Nam và cũng chứng kiến khả năng kháng cự và phản công mạnh mẽ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau này được ghi lại dưới lời các phóng viên quốc tế như sau: tinh thần binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại Xuân Lộc là rất cao, hệ thống truyền tin rất tốt, các đơn vị dù và biệt động quân đã đến, con đường Sài Gòn được khai thông, các sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang gọi pháo binh và không yểm rất chính xác, nhanh chóng, tình trạng chiến đấu của họ gần giống như lúc còn quân đội Mỹ yểm trợ.
Cả tướng Văn Tiến Dũng cũng kể lại rằng quân địch ở Xuân Lộc chống cự rất dữ dội. Trận chiến đấu Xuân Lộc ngay từ những ngày đầu trở nên gay go, ác liệt. Các sư đoàn 7, sư đoàn 6 và sư đoàn 341 của ta đã phải tổ chức tấn công nhiều lần vào thị xã, đánh đi đánh lại, diệt từng mục tiêu và phải nhiều lần đẩy lùi các cuộc phản kích của địch. Kế hoạch tấn công Xuân Lộc của quân đoàn 4 lúc đầu chưa tính hết được sự phát triển phức tạp của tình hình, chưa đánh giá hết được tính chất ngoan cố của địch. Khả năng đánh sập cánh cửa thép Xuân Lộc của quân giải phóng miền Nam bị đặt một dấu hỏi to tướng. Trong khi đó, sức kháng cự mạnh mẽ của binh sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà nòng cốt là sư 18 của Lê Minh Đảo, như thắp lên tia sáng cuối đường hầm cho chính quyền Sài Gòn, đang dần cận kề với hồi chuông báo tử. Hy vọng giữ vững chế độ lại sống dậy trong lòng Sài Gòn. Thậm chí tướng Lê Minh Đảo còn cho họp báo tại mặt trận, tuyên bố thách thức tướng Hoàng Cầm. Về phía quân giải phóng miền Nam đã có những hoang mang dao động nhất định trong hàng ngũ lãnh đạo khi mà lực lượng không thể tiến lên được và bị thiệt hại, hy sinh nhiều. Trong hoàn cảnh đó, vị cứu tinh của quân giải phóng miền Nam, người đưa ra quyết sách vây thành diệt viện, giống như cải cách năm xưa Lê Lợi tiêu diệt quân Minh đã xuất hiện. Trong tình thế ấy, tướng Trần Văn Trà, tư lệnh quân giải phóng miền Nam, đã rời đại bản doanh trực tiếp đến tận nơi thị sát. Theo sự chỉ đạo từ trước đó của tướng Văn Tiến Dũng, tướng Hoàng Cầm và tướng Trà đã đề ra phương án tác chiến mới, gọi là kế vây thành diệt viện, giống như cải cách mà Lê Lợi hạ thành Đông Quan ngày xưa. Ngược dòng thời gian trở về năm 1426, sau khi đại phá 5 vạn quân Minh trong trận Tốt Động, Trúc Động, nghĩa quân Lam Sơn nhanh chóng buộc Vương Thông phải rút quân vào thành Đông Quan cố thủ. Lê Lợi cùng tướng sĩ ngày đêm vây khốn, vừa đánh mạnh, vừa bắn thư dụ hàng vào thành, thực hiện tâm lý chiến nhưng vẫn không thành công. Vương Thông hoảng sợ, đưa thư xin tiếp viện về Đại Minh. Đầu năm 1427, nhà Minh gửi 15 vạn viện binh sang cứu Đông Quan. Đây là lần tăng viện lớn nhất trong 9 lần gửi viện binh của nhà Minh suốt 20 năm đô hộ Đại Việt. Nhận thấy thành Đông Quan kiên cố, binh lính của Vương Thông lại liều chết tử thủ, nên muốn hạ thành này là điều không hề dễ dàng. Lê Lợi bèn ra chủ trương vây thành diệt viện, một mặt vây chặt, cô lập Đông Quan, một mặt lại đem quân phục kích hai đạo quân tiếp viện của Liễu Thăng và Mộc Thạnh từ Trung Quốc kéo sang, làm nên chiến thắng Chi Lăng Sương Giang lừng lẫy. Sau trận này, Vương Thông buộc phải chấp nhận rút quân về nước, mà thậm chí còn không thèm hỏi ý vua mình. Quyết sách vây thành diệt viện này của Lê Lợi được đánh giá rất cao, và sau này tại Xuân Lộc, người ta lại được chứng kiến quyết sách tương tự như thế một lần nữa. Tại Xuân Lộc, các tướng lĩnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam nhận định là đối với toàn tuyến phòng thủ Sài Gòn, gia định Xuân Lộc chỉ có giá trị khi còn nối liền với Biên Hòa, Sài Gòn. Nếu cắt rời Xuân Lộc ra khỏi Biên Hòa và Sài Gòn thì Xuân Lộc sẽ không còn ý nghĩa. Để chiếm được Xuân Lộc, không nhất thiết phải tập trung lực lượng lớn để đánh vỗ mặt vào một khu vực có lực lượng đối phương đông và mạnh, mà có thể dùng thế để giải phóng Xuân Lộc. Do vậy, Bộ Chỉ huy Chiến dịch và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 quyết định ngừng tiến công vào các vị trí trong thị xã để chuyển đổi thế trận và cách đánh. Ngày 14 tháng 4 năm 1975, Trung đoàn 165 và Trung đoàn 266 thực hiện tấn công nhằm duy trì áp lực lên quân lực Việt Nam Cộng Hòa bên trong thị xã Long Khánh. Biện pháp nghi binh này khiến cho Việt Nam Cộng Hòa tin rằng quân giải phóng đang chuẩn bị đánh tiếp. Các đơn vị quân giải phóng tại chỗ và từ Tây Nguyên xuống vừa được tăng cường đánh chiếm Dầu Dây và Núi Thị. Thêm một đoạn đường số 1 và đoạn đường số 20 còn lại, thực hiện chặn đánh, ngăn quân Việt Nam Cộng Hòa từ Biên Hòa, Trảng Bom lên phản kích. Trung đoàn 209 cũng triển khai lực lượng trên giải vòng cung Đông Bắc, chi khu Tân Phong, chặn đánh lữ đoàn 1, cắt liên lạc với chiến đoàn 43 trong thị xã. Các đơn vị còn lại giữ vững vị trí chuẩn bị tấn công. Như vậy, thế trận vây thành đã được bố trí và thực hiện khá thành công. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng không hay biết rằng sắp bị đánh lớn. Trái lại, động thái làm dịu chiến sự của quân giải phóng lại làm chính quyền Sài Gòn lầm tưởng rằng quân giải phóng đã bỏ cuộc. Nguyễn Văn Thiệu tuyên truyền dùng beng về chiến thắng Xuân Lộc, về khả năng chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã được phục hồi, đã chấm dứt thời kỳ rút lui, còn đủ mạnh để giữ vững chế độ. Lê Minh Đảo tuyên bố Việt Cộng dù có thêm mấy sư đoàn nữa cũng không chiếm được Long Khánh. Việt Cộng muốn qua Long Khánh phải bước qua xác của đảo này. Ngày 15 tháng 4, quân giải phóng bắt đầu chuyển hướng tấn công. Pháo 130 ly tập trung toàn bộ hỏa lực bắn phá dồn dập vào sân bay Biên Hòa, cày nát đường băng không cho máy bay cất cánh yểm trợ Xuân Lộc. Cùng lúc đó, các đơn vị hiệp đồng binh chủng của quân giải phóng miền Nam kịch chiến ác liệt với chiến đoàn 52, sư đoàn 18, bộ binh tại ngã ba Dầu Dây, trong một trận chiến mà ưu thế về binh lực và hỏa lực nghiêng hẳn về phía quân giải phóng. Cuối cùng, chiến đoàn 52 bị đánh quỵ vào đêm 15 tháng 4. Đại tá chiến đoàn trưởng cùng 200 binh sĩ còn sống sót bắt đầu rút lui. Quân giải phóng làm chủ khu vực Dầu Dây, cắt đứt Xuân Lộc với Bảo Cá và chiếm luôn quốc lộ 20. Bị mất Dầu Dây nên trong hai ngày 16 và 17, Sở Chỉ huy Tiền phương của Quân đoàn 3, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở Trảng Bom đưa lữ đoàn 3 thiết giáp gồm 200 xe tăng, xe bọc thép và chiến đoàn 8, sư đoàn 5 tổ chức phản kích quy mô lớn dưới sự yểm trợ của hơn 100 khẩu pháo
và 125 lần chiếc máy bay cất cánh mỗi ngày. Dầu Dây bỗng chốc trở thành điểm quyết chiến khốc liệt nhất trong cuộc đọ sức nảy lửa tại Xuân Lộc. Tổn thất của cả hai bên tiếp tục tăng lên mỗi ngày. Sau hai ngày quần thảo ác liệt nhưng vẫn không giành lại được Dầu Dây, tinh thần binh sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã xuống tận mắt cá. Cùng thời gian này, ở khu vực thị xã Xuân Lộc, sư đoàn 7 và sư đoàn 341 liên tục tấn công, đánh tan tác hai chiến đoàn 43 và 48 và diệt luôn lữ đoàn một dù. Bộ đội địa phương và du kích Xuân Lộc cũng diệt và bức rút nhiều đồn bốt trên các trục đường giao thông và vùng ven Long Khánh. Tin xấu liên tục ập về chính quyền Sài Gòn khi cùng thời gian trên, sau khi giải phóng Nha Trang, Cam Ranh, cánh quân Duyên Hải mà nòng cốt là quân đoàn 2 đã đập tan tuyến phòng thủ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở Phan Giang, tiến vào giải phóng Phan Thiết, Hàm Tân và đã tiến tới khu vực rừng lá chi viện cho Xuân Lộc. Mất Dầu Dây, quốc lộ 20 bị cắt liên lạc với Biên Hòa và đang đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt khi quân đoàn 2 đang càn đến. Tướng Lê Minh Đảo cùng tướng Nguyễn Văn Toàn, tư lệnh quân đoàn 3 Việt Nam Cộng Hòa ra lệnh rút bỏ Long Khánh. Ngày 18 tháng 4, các tiểu đoàn nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa cùng gần như toàn bộ giáo dân của các xóm đảo đã tập trung sẵn hai bên vệ đường để theo binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đi di tản, bị phục kích và triệt hạ gần hết. Một phần khá lớn lực lượng đã rút lui an toàn, ngoại trừ lữ đoàn dù bị phục kích ác liệt và chịu số phận bi đát nhất vì là đơn vị đi sau chặn hậu. Đơn vị của Lê Minh Đảo cũng dùng pháo binh bắn nghi binh để rút chạy trong cơn mưa tầm tã vào đêm ngày 20. Ngoài hai cuộc đụng độ lớn với quân giải phóng ở Suối Cá và Gia Rai, cuộc triệt thoái của quân lực Việt Nam Cộng Hòa gần như có thể xem là thành công. Sáng 21 tháng 4, những tuyến phòng thủ cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa tại Xuân Lộc tan rã, các lực lượng còn lại rút lui về Sài Gòn lập phòng tuyến mới. Về phía quân giải phóng, thị xã Xuân Lộc và toàn tỉnh Long Khánh được giải phóng. Chiến dịch tấn công Xuân Lộc kết thúc, cánh cửa thép đã bị đánh sập mà không cần một phát đánh chí mạng vào thẳng mà là nhờ quyết sách vây thành diệt viện. Ngày 23 tháng 4, Tổng thống Trần Văn Hương vừa mới thay Nguyễn Văn Thiệu từ chức, đã ký quyết định thăng chức chuẩn tướng Đảo lên thiếu tướng nhờ thành tích tử thủ Xuân Lộc. Nhưng cái quyết định thăng cấp ở mặt trận càng làm cho Đảo trở nên suy sụp, bởi trong lúc đội ngũ cấp tướng tá đang nôn nháo tìm cách tháo chạy thì Lê Minh Đảo đã bị kẹt lại. Đảo kể, ngày 27 tháng 4 năm 1975, cô vợ tên là Bích Liên có đến tìm Đảo, vừa khóc vừa nói, người ta đi nhiều quá, vợ chồng mình tính sao? Đảo nói bây giờ mới tính chuyện đi thì quá trễ rồi. Vợ Đảo gợi ý chồng lái trực thăng về Sài Gòn, nhưng Đảo nghĩ là bên mình còn những 9 người con, rồi còn mẹ, còn các em, thế là đành ở lại, lành nhờ rủi chịu. Để vợ ở cư xá sĩ quan, Đảo tìm cách lẩn quanh để nghe ngóng tình hình. Sau 4 ngày ở nhà người quen, Đảo xuống Cần Thơ và Rạch Giá để tìm gặp người bạn thân sống chết có nhau là chuẩn tướng Lê Văn Hưng, phó tư lệnh quân đoàn 4. Xuống tới nơi thì Đảo hay tin Hưng đã tự sát. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Đảo mặc thường phục trở về Gia Định thăm gia đình. Vài ngày sau thì ra trình diện Ủy ban Quân quản Sài Gòn. Sau đó đi cải tạo rồi di cư sang Mỹ. Mất năm 2020, thọ 87 tuổi. Kết thúc cuộc đời của một vị tướng tài nhưng chọn nhầm phe. Video của chúng tôi về trận đánh Xuân Lộc đến đây là hết. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Và nếu yêu thích video của chúng tôi, anh em đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhiệt tình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.